xin chào các bạn. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cô gái đang cầm trên tay tỏa son này. Rất là xinh đẹp, hãy cùng tô với mình nhé.
Bạn ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang có bức tranh một cô gái đang cầm trên tay thỏi son này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu lần sau.